Xin chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio có làm cái clip để giới thiệu về một đôi bát súp. Thì mẫu này thì chỉ bán rời một cái thôi. Ai có nhu cầu mua một đôi thì mới mua thôi, còn bình thường em bán một cái. Đấy. Cái bát súp thì hầu như là các bác mua về để thay thùng và dựng mới thì chỉ mua một cái thôi. Còn anh em thợ thì người ta mua số lượng này về để dựng súp thì không nói làm gì rồi. Còn các bác mua lẻ thì em bán rời một cái để các bác lắp súp. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn Audio, các bác nào hỏng bát, cháy bát, nói chung là bị hỏng thì hãy liên hệ cho em Tùng bằng một cặp bát 30 súp. Đấy, cặp bát 30 này thì các bác mua lẻ một cái nhá, thì nó như này. Củ từ là 140 và côn của nó 51. Tùng Nguyễn nhập cái phiên bản này về để cho tất cả các bác sử dụng các cái dòng mạch. Thứ nhất là nguồn vuông, thứ hai là nguồn xuyến. Hai cái dòng mạch ý ở trên thị trường người ta đang bán súp cho các bác rất là nhiều. Mà thường thường người ta chỉ nắp một từ 126 cho đến côn 38 thôi. Hoặc là loại to khủng như này thì các bác mới nắp cái loại bát như này thì tiếng nó mới hay. Đấy. Em có nhập bát về thì em cũng phải hướng dẫn cho khách hàng là nắp thế nào cho nó hay. Tất cả các loại mạch hai sò từ nguồn vuông cho đến nguồn xuyến đều nắp được cặp bát này. Từ 140 và côn 51 các bác nhá. Vì em trong ngành loa, em lắp bạn bè rồi là anh em họ hàng em lắp các cái dòng súp, hoặc là chính tay Tùng Nguyễn cũng lắp súp rất là nhiều. Thế nên là phải lắp cái cấu hình bát như thế nào thì nó vào cái mạch như nào thì nó mới hay được, chứ không phải là cứ khủng nó được đâu ạ. Tuy cái bát nó khủng nó hay thật, nhưng mà lắp vào cái mạch súp mà nó không chịu được thì nó không thể nào mà hay được đâu ạ. Bát nó loại này là nhập loại đẹp, loại trước để cho tất cả các bác chơi. Đấy. Cặp bát này là 1 triệu một đôi các bác nhé. Còn em bán lẻ một cái cho tất cả các bác thì sẽ có giá là 1 triệu mốt. Đấy, 1 triệu mốt thì nhân lên thì sẽ có giá là 550 một cái các bác. 550 một cái, 1 triệu một đôi. Bán lẻ một cái là 550. 550 chưa bao gồm phí vận chuyển là một cái. Củ từ 140 và côn 51, bích thép của nó là 7 màu. Bích thép 7 màu. Màng của nó là màng lòng trắng được xếp ly và gân cao su. Ở cái viền của nó, viền sắt của nó có một cái viền nhựa ở đây này, đây này. Cái này có thể cạy ra, cái này có thể cạy ra. Đấy. Các bác có thể lắp vào tất cả các loại trầm BV kép, B3, ta, loi, rồi đủ tất cả các loại trầm. Các loại trầm mình nó chỉ là dán tem thôi. Còn đâu nó đều là sản phẩm, thứ nhất là dựng hàng Việt Nam, thứ hai là hàng Trung Quốc. Thế nên là mình có thể để thay các cái loại bát này vào nếu như bị hỏng. Còn anh em mà muốn nhập số lượng thì hãy liên hệ cho em để đặt những cái mua các cái dòng bát súp hàng chất lượng tốt để về lắp vào cấu hình súp điện của nhà mình. Bích rất dày nhá, bích rất dày các bác ạ, bích 7 màu hết. Từ 140 và côn 51 em nhắc đi nhắc lại nhá. Còn ai chưa hiểu về thì nắp súp thì có thể là gọi điện cho Tùng Nguyễn Audio tả cái mạch súp của mình nó như thế nào. Đấy, để em Tùng lên đơn cho tất cả các bác. Các cái loại này thì cứ mạch nắp, cứ mạch 2 sò hoặc là mạch 4 sò, nhưng mà mạch 4 sò gọi là mạch 4 sò linh tinh thì mình có thể nắp được các cái loại này. Đấy, còn nó mạch 4 sò mà có ăn nhau ở cái nguồn các bạn. Thế nên là 4 sò mà kể cả là 10 sò mà cái nguồn bé thì cũng không ăn thua. Nhưng 4 sò mà cái nguồn khủng thì nó cũng rất là mạnh mẽ. Đấy, ăn nhau ở cái cục nguồn. Hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác xem video, ấn like, bấm đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh của em nha.